dưới nha, dưới nha, 2 3 chậm này. Đấy, đồ, rê, pha, đồ, rê, pha, đồ, là, đồ,
rê pha lại quay lại đầu. Thêm câu cuối này. Cô câu thêm em sẽ vẽ viết vào sau đúng không? Thì là son pha rê đô rê pha son cái kết là son pha rê pha đô. Đúng rồi. Đô rê pha đô rê quay lại đô la đô rê pha thấy chưa? Thêm một câu hốt. Bây giờ anh Thái đập cho em cái nhịp nhá. Đập nhịp xong em đánh một lần nhá. Đánh một lần xong rồi em lấy cái câu hốt em quay lại một lần nữa nhá. Đấy. Để mọi người nhìn nhá. Sau đó là lúc đấy sau đấy là mọi người đánh nhá. À, nhịp đó này, đô la đô rê pha thấy chưa nhá. Không ai đánh theo nhá, quên nhá. Bắt đầu đô la đô. Có nhỏ thôi nhé. 2, 3.